cái chân móng nó cắm vào tay. À, bộ hung đang ra phối. Trên mạng người ta bán 6.000 con. Ok. Bố ơi bố, cái vỏ ngoài của những con này nó cũng không phải là cứng lắm đâu nhỉ? Còn một hung xanh đâu? Ở trong. Trong, một hung xanh. Xanh như đổi màu, nó đổi thành màu nâu. Xanh màu nâu. Đôi móng rồi. Móng cái sắc. Tối này thằng nào cũng về nhà. Con này nhìn nó to khỏe quá nhỉ. Con xanh nó lại chui đi.
Như con này nhà mình vứt đi đầy quá nhỉ. Ừ. Con này xưa con không biết. Con 500.000 loài. Việt Nam chiếm 1/10. Những con này nó toàn ở nông thôn với lại những khu rừng thôi mọi người. Đây, con này là do phối phải nửa thiếu. Vẫn chưa gì. Nữa là con này cái đẻ đấy. Ừ, đẻ nuôi lâu lắm. Gần chục tháng. Nó thành cái con ấu trùng đấy. Mỗi năm nên nó ăn cái thời năm ấu trùng nó ăn lên 2 đến 3 thôi rồi cái hàm cũng mục. Con mấy con bọ hung này là con đập đúng cái mùa nó chuẩn bị ra. Thế là bắt được cái con ấu trùng nó biến thành cái đấy gọi là cái kén. Con xanh nó cứ lên tí nó lại xuống nhỉ. Nó không ở trên. Áo này cái con này nó cứ bám vào tay con. Dưới cái vỏ này là mềm lắm. Mềm như kép. Con chào mẹ. Đang quay đôi này để cho đến YouTube này đang quan hệ 4-5 phút rồi. Đang luộc rồi, đang luộc thịt gà nào.
chưa? Chín rồi. Chín. Bố ơi bố. Ngon này. Cái này nó mọc ở đây để nó hết lên bố nhỉ. Ừ. Em cầm vào cho mẹ nhé. Là thi á, thi nấu. Ừ. Ừ. Nó đang giao phối với nhau. Ủa, nó bay vào trong nhà chứ. Nó bỏ cánh cứng 60.000 một con. Ngã không dậy được. Cái này là ở con bọ còn ấu trùng của nó rồi. Ui nó bay. Đây là cái trong nhà. Anh mới về nay làm ngay. Con đi quét sân ngay đi. Cho ăn được này và nó phá rối. Nếu mà nó bị cắt sừng là nó có chết không hả bố? Ừ. Hay là nó không làm sao? Chết. Chết à? Chắc thế. Mm-hmm.